Anh Hiệp Hồng Yến hỏi thăm anh nè. Cảm ơn Hiệp ơi. Dạ. Bữa nào anh rảnh nhé. Hôm nay mình ghé ra ăn trưa hay là ghé thăm kinh nhau anh. Dạ, dạ, em cảm ơn Hiệp. Dạ. Dạ, ba anh Hiệp. Okay, dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ gắn chân vô đi nè. Sao rồi? Giờ bắt đầu gắn nha. Rồi quay qua ok. Ốm rồi đó. Xuống dưới, xuống dưới. Rồi. Được rồi đó. Quẹt một cái rồi nghe là vô. Vô gì? Hả? Vô gì? Vô cái lỗ. Bắt hồn. Đi. Khoan, nắng quá để em lấy cái dù. Đợi. Hôm nay có Linh, Linh chào các bạn đi Linh. Chào các bạn. Hôm nay có Linh quay. Đây ha. Cắm là nhau trên đường tung tăng như hai bóng. Dễ thì thiếu rồi. Thấy ngồi thấy thùng rác kêu té què thành chân. Mấy hai bữa nay không có quay, anh đi bộ cái có khán giả hỏi anh đang đi bộ nhanh hơn em. Mấy khán giả hỏi ủa hôm nay không có clip đi bộ của chú Quang hả, nơi mấy ngày nay nghỉ bữa nay mới đi lại nè. Đi từ từ nha, đừng đi nhanh nha, thì cái sải chân làm sao mình đi vậy thôi chứ. Sao mà nhanh chặt gì nữa. Mấy em đi em thấy có bị cao hơn không? Hả? Đỡ. Ừ, đỡ. Các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy có bị cao hơn không? Các bạn thấy hôm bữa hồi lúc trước cao hơn, các bạn nhìn các bạn thấy đó. Bây giờ các bạn nhìn coi các bạn thấy làm sao? Sao anh đi cái chân anh hay banh banh nha vậy anh vậy nè. Này thôi. Quen rồi. Thôi đi. Vì nó có ăn được gì cũng mua lại. Vì nào? Anh Lê Huy á. Anh Lê Huy. Có ăn gì đâu, ta chơi. Tám che nắng là tấm che cho tám chứ không phải tè che cho ảnh đâu nha. Ảnh không có sợ nắng. Tại vì nắng ánh nắng bên này nè, mặt trời bên này nè, cho nên phải che bên này. Vậy bình thường không? Bình thường. Mà Linh có thay không nổi. Đoàn đi nhanh quá. Cái su cu. Trời ơi, chọc nữa. Ghẹo.
lên, anh cầm cái gậy lên anh phân đó. Ghê ghê không? Ghê ghê không? Giờ tôi là cái gậy của ổng á. Ừ. Đâu cần gậy nữa đâu. Chắc một tháng nữa anh bỏ gậy quá. Quen rồi, giờ anh quen xuống cầu thang thấy nhẹ nhàng. Đi vòng nữa không? Đi. Cái câu đó bà thơ phải hỏi anh Quang chứ. Hai vòng ha. Ngồi thấy cái đùng là biết. Đó, không cần chống gậy đâu. Chống mà thơ mà tán là được rồi. Không cần chống gậy. Bà Linh bà vô bà đứng ra tôi quay cho. Bà đi, bà đi với ông Quang tôi quay cho tôi lui lẹ hơn bà. Sáng đi một lần. Chiều đi một lần. Đi một lần hai vòng là đủ rồi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Vì sao? Tôi quên cái nhảy rồi giờ lớp anh Chí Tài nhảy trái ấu. Cháu là bước qua đó, bước qua đó. Bà đây, đây đó. Bà đứng giữa đường nhảy. Ờ, tôi nhảy cháu, nhảy cháu. À, lúc mà ảnh lắm đờ đó. Ờ, đúng rồi, Quang nhạc nhảy cháu. Anh Quang tối ngày anh mở clip anh Chí Tài hồi xưa đánh đàn hát này kia anh coi hoài à. Nhảy á, ông nhảy. Ờ. Hồi xưa đánh đàn nhảy cách đây mấy chục năm ha. À. Cái đó, băng nhạc đứng vừa đánh đều vừa nhảy á. Ông coi ông cười quá trời luôn. Nói hồi xưa băng nhạc hay nhảy vừa dậy nhảy vừa đánh đàn lắm. Ừ. Bây giờ đâu có đâu. Dạ cái què ngồi. Nhạc dân ngồi không à. Đâu có đứng đâu. Sao kỳ ha. Cho nên là hồi xưa là băng nhạc là phải đứng. Ờ, nhảy nữa. Ừ. Bây giờ băng nhạc ngồi không? Ngồi không rồi. Bây giờ anh làm băng nhạc được rồi đó, thì anh đâu cần đứng. Ờ, ngồi được. Ngồi không hả? Rồi, đi vào. Đâu giờ anh bỏ gậy luôn đi, anh đi lên lầu. Anh, em, à, thầy bước nha. Dịnh em luôn ra, khỏi cần gậy ra. À, vịnh thì cũng vậy thôi. Ừ, vịnh bỏ đưa đây, đưa gậy đây. Đó, những cái đó. Chân này. Đó. Đó. Vịnh em dễ không vịnh gậy. Thì hơi gậy chứ mất công vịnh. Thấy không? Đó. Yeah. Bữa nay ngon lành hả? Ừ. Có tê nhiều không? Tê nhưng mà không đến nổi hả? Ừ. Rồi mở ra.
đó dễ dàng, mở thì dễ rồi. Ông đòi ăn quýt thì đem quýt ra cho ông ăn. Lửa quýt mà lửa, quýt lửa. Ngày hôm qua cho ăn một cái quýt rồi không có bị lên đường cho nên giờ đòi ăn nữa. Thì một trái thì đâu có bị lên đường. Ăn nhiều mới sợ nha. Sáng là uống xanh xeo rồi nè, rồi uống bí đỏ rồi nè, ăn sáng rồi nè, uống thuốc rồi nè, giờ uống cà phê, uống trà nè, rồi xích moisturize rồi nè, rồi bây giờ ăn đậu phộng nè. Đó. Rồi bây giờ cho ăn quýt nè. Đó. Nghe nhạc đi. Xong. Một buổi sáng của Lê Quang đã xong. Đợi một chút nữa gần tới giờ ăn trưa, uống trà Nhật rồi ăn cơm. Rồi, anh bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.